Đau dạ bình thường này đoàn là nên mũi đau, mũi là đau nhất dạ. Em ít đi nặng mụn à? Dạ em ít thì nặng nặng đây lần đầu à? Dạ lúc trước thì ở đến nặng dài không biết ở đâu nặng á, nên khi nào về quê mới nặng. Nè ai chị em à? Để ban chị ạ. Đi mình hay đi với? Dạ đi một mình. Em ở đâu? Ở quê thì ở Hà Tĩnh ạ. Học bên đoàn kinh tế. Mụn nhiều lắm. Mụn lâu năm luôn. Như bông hoa. Phải đa xí em nhé. Thấy gì cái kìm em ơi. Kìm gì nữa? Bình thường á. Cái kìm lâu đó. Đâu cái bọc ra đâu mà. Cái bọc này. Chị đau đúng xịn luôn. Đau mà em, hồi nãy cũng đau. Trinh tràn chưa thấy đau. Lúc này nên mùi đau thôi. Mấy tuổi rồi? Dạ, 21 ạ. 2 cả 2. Là mấy đứa nè, cái mình thấy mình già dễ sợ rồi, là mình đã già rồi. Không, 2K là
Nó cũng đã lớn rồi thì giai đoạn. Chị là bao nhiêu? Đẻ ra không được. Awe 15 tuổi rồi đẻ được. Kinh quá. Thấy cái sự già của mình. Chị đó. Cho xí bông nước muối nè. Ba năm. Ba năm còn nhớ mình là vui rồi. Lỗ long đi. Ê. Mình đã hạnh phúc. Đã. Nhỏ nhỏ đen đen. Đại đại lên đã đúng. Cái gì rồi?
Lúc răng nó cũng có mụn. Thì chị kêu thì nhé.